Đỉnh 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 đỉnh
duyệt tướng sĩ quân thần thanh hội. Quân các đội chỉnh túc túc chỉnh chỉnh túc túc con lớn đưa quân quân đi về tới kỳ kỳ ngô kỳ cửa tháp lại mình về bạch 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 hòa nam bắc bắc buôn dần dần về đầu câu
thiên nan đôi dòng sông xích bích, đồ quân trèo du lịch bốn năm xưa. Cũng có phen tuần thú sông thương, trở về tỉnh Bắc qua ra sông lục lùng đầu. Sông dâu sông hát khi lên gành mà xuống thác xa khơi, thuyền dòng nghỉ trăng trăng mang trèo bơi, xích xích đang tuần tuần lại lại đôi nơi quan đi về. Chạy dáng khê lên ngàn quán xuống bè, lạnh lạnh sang từ lạnh sang từ quý địa xanh lăng, đền thờ quan tăng tính ngại vàng, long long môn hồ bạc bạc thạch thạch bàn hãy còn kia. Sang lâu đài điện các quản dân nước về thủy quốc một khi, chiến quân đi lấy ngọc lưu ly, đừng 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 dân nước phép thì không ai đáng. Thành ra hồi quân trời trời sắc rồng vua phong phong trời trời sắc rồng quyền quan đệ đệ uy hùng ai xây phan. Đại các đinh kinh tinh tam quang thất thất ngũ hành, nhị thập tam bát tu thiên đình, thiên đình hạ xa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vì chiến tranh các quan tả văn nhu võ lượng ban đăng đàn lệnh truyền văn võ đuôi hà hiền binh ban bạc hằng hằng à tướng xa lệnh truyền thiên tôn vạn cư tôn quan bây giờ ngài trách trang ra tôi cao chức là pháp sát bảo đền văn sứ dâng lên thượng lắng ngay văn sứ dâng lên chính trực quan đệ tứ ngài chưa hơi phi rõ ràng phi cho nhiều tội trang sinh đệ tử vốn con trời ta mộng điền mà cung sắp nghĩ dòng trời trời bà phong quyền quan thiết chế nghi oai hùng dạy văn tinh tú mình quan
lớp bày ra ngang nghề chơi. Quan lớn quan ngồi người ca sông mà đông đông phụ thơ Ninh Giang lại nổi chính từ con lưỡng tuần tranh xuất nhập nhập trang đài vua ban chấp chấm chính quản cai một chiều đình
bao đời áp bức bức con lớn tuổi mọi sân lũ giặc nghi cường mầu Hãy
trên phủ Ninh Giang còn lưu dấu muôn đời. Ngôi đền kỳ cũng có tích tinh dạng mời. Chúng con mãi mãi còn cả nước ta ngầm ngùi thương tiếc, cả pháp đi biết ngồi nào cùng muôn dân cùng hội cùng thiền. Vua tôi thương tiếc một người hiền đức nhân, quang vân sông với muôn dân ta đó. Muôn đời sau vẫn có quan tâm nêu đáng vì với đất đất anh linh. Hôm nay yên biệt còn xin thưa đôi lời, quan vân sông qua đâu có thác, sự xanh còn chép lại từng trang. Nêu phan ra cho ý ngọc lời vàng, yêu dân quan để muôn vàn tình thương. Khi cầm thuyền ngài còn đang tra sổ, hay quan về có lớn đổi số cho ai. Thiên bình văn võ toàn tài, quan tuân lịch sự đàn trai bậc anh hùng.